Sau đây là hướng dẫn chuyển ngôn ngữ tin nhắn trên điện thoại Nokia 8800. Bước 1, các bạn vào mục tin nhắn. Chọn mục soạn thảo văn bản và sau đó chọn phần tin nhắn. Bước 2, bấm phím xuống chọn vùng văn bản, sau đó ấn phím tùy chọn bên trái và lựa chọn ngôn ngữ viết. Ở đây sẽ có 3 ngôn ngữ để lựa chọn, đó chính là tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Và tôi sẽ chọn là tiếng Việt. Và vừa rồi là cách để chuyển ngôn ngữ tin nhắn trên điện thoại Nokia 8800 một cách rất là đơn giản. Và nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0986433333 hoặc 0987565656 để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất.